Thưa quý vị, câu lạc bộ bóng đá The Dream ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc do anh Bùi Vĩnh Gia, một người khuyết tật sáng lập và huấn luyện, đã góp phần khơi dậy phong trào bóng đá ở địa phương, đồng thời cung cấp nhiều cầu thủ nhí cho các học viện, trung tâm đào tạo bóng đá trong cả nước. Trong năm 2019, câu lạc bộ bóng đá The Dream đã đạt nhiều thành tích xuất sắc như là vô địch giải bóng đá cộng đồng toàn quốc lứa tuổi U13, vô địch giải bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Xuyên Mộc, hạng 3 lứa tuổi U11 giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT. Câu lạc bộ có 5 em trúng tuyển vào Học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Với những thành tích ấn tượng đó, câu lạc bộ bóng đá The Dream và cá nhân anh Bùi Vĩnh Gia được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành các cấp cùng với các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh quan tâm hỗ trợ. Tết năm nay vì thế mà dự đến sớm hơn, vui hơn đối với anh và gia đình. Tết Canh Tí năm nay là cái Tết đặc biệt đối với gia đình anh Bùi Vĩnh Gia, người chủ nhiệm đặc biệt của câu lạc bộ bóng đá The Dream, huyện Xuyên Mộc. Bởi anh được đón Tết trong một căn nhà mới khang trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa trao tặng. Những ngày sát Tết, thầy cha hân hoan đón tiếp nhiều thế hệ học trò đến chúc Tết. Trong số này có 5 em đã trúng tuyển và đang theo học tại Học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Một em đang thi đấu cho đội bóng đá U17 Bình Phước. Thầy đã dạy dỗ cho con những điều hay lẽ phải. Thầy không những dạy cho con những kỹ năng đá bóng mà còn dạy cho con những cách sống làm người ở ngoài xã hội để không sa vào những tệ nạn. Và trong năm mới này con chúc thầy sẽ luôn bình an và được gặp nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Trong niềm vui, niềm hân hoan của không khí xuân, thầy trò Bùi Vĩnh Gia say sưa với những câu chuyện về bóng đá, về những dự định ước mơ trong năm mới. Và trong câu chuyện, trong ánh mắt của người thầy lẫn trò đều ánh lên niềm tin về một tương lai tươi sáng của câu lạc bộ The Dream. Câu lạc bộ cũng cùng với ban huấn luyện sẽ phấn đấu hơn nữa để cho câu lạc bộ càng ngày càng lớn mạnh hơn, để có những thành tích mới, những gặt hái mới và để cho các em có được nguồn động lực để thi vào các trung tâm huấn luyện và các câu lạc bộ lớn trên cả nước. Tình yêu bóng đá tạo nên mối duyên thầy trò giữa Bùi Vĩnh Gia và các em nhỏ nơi thôn quê. Như để cảm ơn những điều tốt đẹp mà bóng đá mang lại, Tết năm nay, câu lạc bộ bóng đá The Dream tổ chức giải bóng đá truyền thống The Dream mừng xuân Canh Tí với sự góp mặt của 4 đội bóng địa phương. Với thành phần tham dự giải, đa phần là phụ huynh của các học viên đang theo học tại câu lạc bộ. Giải đấu đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết tình cảm giữa mọi người trong dịp Tết đến xuân về. Trong năm mới thì điều đầu tiên thì tôi mong câu lạc bộ The Dream tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa và tạo nhiều sân chơi hơn để cho các em, cũng như xây dựng được cái niềm đam mê cho các em nhiều hơn nữa và đóng góp vào cho cái nền bóng đá của xã nhà, của quê hương cũng như là của đất nước Việt Nam của chúng ta. Năm mới đến với cá nhân anh Bùi Vĩnh Gia và câu lạc bộ bóng đá The Dream trong rộn ràng, tươi vui, tiếp tục thắp lên niềm tin, niềm hy vọng trong hành trình mới của The Dream.